Hello, xin được chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mọi người có khỏe không? Mình hy vọng là mọi người đều khỏe. Nhân tiện thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Thì video của ngày hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt hết. Mình đang thèm món bánh tráng trộn thì bữa nay mình sẽ trộn bánh tráng. Bánh tráng mình đã mang từ bên Việt Nam qua, thầy của mình đã trộn sẵn rồi, nhưng mà chỉ là không có bỏ thêm những cái gia vị vô thôi, những cái đồ ăn kèm ví dụ như là rau răm hoặc là trứng cút hoặc là xồi sống thì mình phải làm xong rồi mình thêm vô sau. Còn ở bên Việt Nam mang qua thì chỉ là bánh tráng trộn với lại sa tế đồ thôi. Với lại hành phi rồi với lại tép khô. Thì để lâu rồi thì mình sợ nó ra dầu nó hư. Thì mình cũng đang thèm thì bữa nay mình sẽ quay lại cái quá trình mà mình trộn bánh tráng. Thì mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cái video này của mình. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đi thôi nào. Hey, let's just quick. The spider, he's trying to hit it with the chair, but it's fighting him off. Bây giờ thì mình thiếu trái xoài nên mình phải chạy ra ngoài chợ mình mua. Bây giờ tụi mình cùng nhau đi ra ngoài chợ Quá Mạc nha. Chợ đó gần nhà mình nên đi ra ngoài đó mua trái xoài thôi. Có gì mình đi theo nữa. Để bật cái ghế lên nha mình. Bữa nào đi xuống bờ hồ kiếm trứng ngọc. Mình tới chợ rồi, bây giờ mình sẽ đi vô. Giờ đi mua bột tỏi ha. Giờ đằng kia kìa, mình đi xuống đây. Giờ mình đây tìm cái gia vị này nè, đường với lại gia vị ở đây nè mày, rồi quẹo vô mình. Dạ. Bột tỏi với lại muối. Còn garlic, sea salt. Garlic không thôi. Garlic powder nè, bột tỏi không nè mày. Garlic powder. Tôi lật qua cái hình cũ mình coi coi phải cái đó. Cassi nè, garlic salt, có muối nè. Vậy cái bột của nãy mình coi là cái này hả? Ừ, garlic salt. Nhưng mà đừng có mua, tại vì mình về mình bỏ muối vô thêm. Dạ. Vậy lấy một hũ bột bột tỏi còn với lại không bột. Lấy cái này luôn. Garlic salt nè. Garlic salt.
lấy luôn. Ừ, là lấy một cái bột cái tỏi với lại một tỏi muối. Đây nè, anh nhìn powder nè mày. Ít quá hả? À, kệ đó, mình lấy nhỏ nhỏ vậy đi rồi mình xài hết mua nữa. Chắc không biết nó có hũ bự không ta. Creeper. Đây nó không có hũ bự. À, không mà mua về thử coi ăn ngon không. Rồi mình ra mua thêm nữa, thì mua thấy một thủ nè. Cái hộp này nè. Onion powder. Ồ, vậy này nè. Italian seasoning. Kroger hả mười? Dạ có mười. Kroger gần nhà của cậu Bảy á. Italian seasoning. Con nghĩ ở đây nó cũng có đó, mà chắc mình phải hỏi. Giá là sao? Cái chai này mình đọc cái số 5 với lại này không có đọc cái chữ dưới của nó. Nó chạy đó. Đi. Cái kia cái hộp to, cái hộp chút xíu mà cái kia nó không có màu xanh thôi. Cái đó để về ốp gì mày? Ốp thịt bò thôi. Làm thịt bò xào ớt. Xịt vô rồi cái bắt đầu rồi chiên lên à, chứ không có ấy. Để con xuống con lấy thêm da ua. Da ua ở vô gệt đó hả? Dạ. Thích ăn vô gệt đó không? Dạ được, cái đó ăn ngon lắm. Số mật mã của nó này là cái tên của nó. Sau khi mình chuẩn bị trứng cút, mình có sẵn trứng cút rồi, luộc trứng cút xong rồi, lọc vỏ, mình đã lặt xong rau răm, đây là xoài sống, cái này mình nghĩ là cái xoài Thái á, nó hơi ngọt ngọt, còn ở Việt Nam mà xoài sống thì nó chua, nó ăn ngon hơn, nhưng mà mình không có thì mình sẽ thay thế bằng cái xoài Thái. Cái trái nó cũng cứng, mình có thể bào ra được. Ở đây là bánh bánh tráng mang từ Việt Nam qua. Mình quên nữa. Còn cái bịch khô bò này nữa. Khô bò này thì nó giống khô bò bên Việt Nam hơn. Cái này ở bên... cái này của... nó ghi là Made in USA. Nhưng mà là của công ty của Trung Quốc làm. Thì mình mua trong chợ Tàu á. Thì nhìn cái miếng khô bò nó giống khô bò Việt Nam hơn. Mà ăn nó cũng cay cay nữa. Còn cái beef jerky của Mỹ thì nó cứng hơn.
mình trộn nó ăn không có ngon bằng cái khô bò này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trộn nó. Tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bánh tráng này thì thầy của mình đã trộn sẵn muối Tây Ninh, muối tôm, cái tép khô nữa, tép sấy khô, vỏ tép sấy khô chứ phải con tép, mình nghĩ cái này cái vỏ tép thôi. Rồi có hành phi trong đây nữa. Rồi mình nghĩ chắc có sa tế nữa, ăn nó hơi cay cay. Nhưng mà bây giờ mình sẽ trộn thêm cái đây trứng cút. Trứng cút thì một là mình bỏ nguyên trứng vô luôn, hai là mình sẽ cắt làm đôi nữa. Nhưng mà mình thấy là bỏ nguyên trứng vô ăn nó ngon hơn. Mình cắt làm đôi xong nó bị nát cái trứng ra, cái dàn cái lòng đỏ đó, nó bị nát ra tùm lum hết à. Là mình sẽ để nguyên cái trứng luôn. Mình cho vô. Rồi cho xài vô. Rồi mình có thể cho rau răm vô nữa. Càng nhiều rau răm thì ăn càng ngon thôi. Nó thơm mùi rau răm. Nhưng mà có một cái là rau răm ở bên Mỹ nó không có thơm bằng bên Việt Nam. Có thể là do cái loại đất hoặc có thể là do cái thổ nhưỡng nó. Nó làm cho cái rau nó không có thơm như bên Việt Nam trồng. Đó. Cái nguyên liệu cuối cùng là mình cho khô bò vô. Sau đó thì mình sẽ trộn lên. Cẩn thận trong cái bịch khô bò nó có cái bịch bảo quản á, chất bảo quản ở đây nè. Nên mình lấy nó ra. Như vậy là mình đã làm xong cái món bánh tráng trộn rồi. Thì hồi đó mình có mang bánh tráng từ Việt Nam qua là cái loại bánh tráng màu đỏ có ớt trong đó đó. Thì mình cắt nhỏ nó ra rồi mình tự làm luôn. Ở bên đây nó có đủ hết à. Nó có sa tế, nó có tép khô, rồi có hành phi, rồi trứng cút, rau răm, xoài, có đủ hết. Tất cả các thành phần để chế biến ra cái món bánh tráng trộn thì bên Mỹ đều có hết. Có điều cái hương vị thì nó hơi khác thôi. Thì cái này là chính gốc ở bên Việt Nam mang qua thì ăn nó ngon hơn. Ăn nó đúng cái khẩu vị, đúng cái mùi vị của cái bánh tráng trộn. Khô bò. Quá ngon luôn. Ăn hết cái này là sợ luôn á, hết thèm luôn á. Bữa mình ăn thử cái bánh tráng của anh họ mình mới vừa mang từ Việt Nam qua, không phải mang Việt Nam qua nữa mà ba mẹ anh về Việt Nam á, xong rồi gửi mang qua, xong rồi bữa ghé nhà anh cho mình ăn thử, cái đó cay thì cay luôn á. Giống như bỏ trong cái bịch ni lông nhỏ đó, xong người ta ốp sa tế đồ trong đó đó. Còn cái của thầy mình làm thì không có cay lắm. Cái máy của mình lấy nét rất là dở. Muốn lấy nét cái trước nhưng mà nó lại lấy nét của cái ảnh ngoài sau. Khô bò, xoài, trứng cút. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vô một cái hộp Ziploc để mình để dành. Chứ ăn một lần thì cũng không có hết đâu.
Vậy là mình đã làm xong cái bánh tráng trộn rồi. Đó, cái phần dưa chôm thau thì mình sẽ chia cho gia đình ăn từ từ. À, bây giờ ăn. Còn cái này thì mình sẽ mang lên cho bạn của mình ăn thử. Tại vì nhà mình ăn thì cũng nhiều rồi. Mình muốn làm cái này để cho bạn của mình ăn thử. Nên bây giờ mình bỏ vô cái hộp này. Xin chào các bạn. Thì video hôm nay của mình tới đây thì kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi từ phần đầu cho tới bây giờ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.